về phần bố già dở đều nói rất đúng. Sau thành công của bố già, ngày càng có nhiều ý kiến xoay quanh bộ phim được đưa ra. Mới đây, đạo diễn Lê Hoàng cũng chia sẻ quan điểm về bộ phim này. Bố già là cái tên phim Việt được nhắc đến nhiều nhất tại các rạp chiếu trong những ngày vừa qua. Bộ phim đã mang lại thành công lớn cho Trấn Thành và giúp anh khẳng định được tài năng của mình. Tuy nhiên, vẫn có không ít ý kiến trái chiều về nội dung phim có thật sự lấy nước mắt khán giả hay không vẫn đang gây tranh cãi dữ dội. Mới đây, đạo diễn Lê Hoàng cũng đưa ra quan điểm của mình về vấn đề này. Trên trang cá nhân của mình, đạo diễn Lê Hoàng có đôi lời chia sẻ quan điểm của ông về phim điện ảnh Việt đình đám nhất hiện nay, Bố già. Nam đạo diễn bày tỏ, những người chê phim Bố già dở đều nói rất đúng. Những người khen phim Bố già hay đều nói rất đúng. Tuy nhiên loại người thứ hai quá đông. Qua lời bộc bạch đó có thể hiểu rằng, đối với đạo diễn Lê Hoàng, phim Bố già dừng ở thang điểm trung bình và đạt mức ổn. Chính vì vậy, dù là khen hay chê thì đều đúng, vì mỗi người đều có quan điểm của riêng mình. Bài viết vừa đăng tải đã thu hút sự chú ý của nhiều người, trong đó có cả nghệ sĩ nhân dân Việt Anh và nữ diễn viên Thanh Thúy cùng nhiều khán giả khác. Bình luận bên dưới bài đăng vẫn có nhiều ý kiến trái chiều như sau. Nghệ sĩ nhân dân Việt Anh nói, ngắn nhưng đủ đầy nha bạn. Diễn viên Thanh Thúy thì bày tỏ rằng cô vẫn chưa đi xem phim, khi nào anh xem thì em mới xem. Tóm lại là anh xem chưa? Khán giả thì lại cho rằng, ý kiến của số đông không có nghĩa là ý kiến đúng. Em nhóm một anh nha, nhưng là không hay chớ không phải dở. Số đông đánh giá hay, vậy cũng đã thành công, chúc mừng ekip phim Bố già. Quả thật, việc Bố già có thật sự hay và lấy nước mắt người xem hay không vẫn còn gây tranh cãi lớn. Bởi nhiều khán giả cho rằng Bố già của Trấn Thành mất điểm khi xây dựng hình tượng nhân vật ba sang quá nhu nhược, nhiều tình tiết đẩy lên cao trào quá mức nhưng lại chưa xử lý hoàn chỉnh. Chính vì vậy, rất nhiều khán giả vẫn không cảm thấy thật sự xúc động khi xem phim. Ngoài ra, bên cạnh việc lập nên nhiều kỷ lục mới cho nền điện ảnh Việt thì Trấn Thành cũng gặp khá nhiều rắc rối xoay quanh bộ phim Bố già. Không chỉ bị bóp méo lời phỏng vấn, anh còn bị một số người dân hẻm Bố già tố không cởi mở, không biết cảm ơn. Tuy nhiên, sau buổi trò chuyện của Gian và người dân nơi đây thì được biết, dân hẻm Bố già rất yêu thích và hoàn toàn không hề có bất cứ bức xúc gì đối với Trấn Thành. Ngược lại, họ còn liên tục khẳng định Trấn Thành và đoàn phim là người tốt, không có chuyện không cởi mở hay khó gần như những bài phỏng vấn trước đây. Tuy vẫn còn sạn trong nội dung và những lùm xùm của Trấn Thành cùng người dân khu vực bối cảnh, nhưng nhìn chung, Bố già vẫn là bộ phim hay, nắm bắt xu hướng khán giả và truyền tải thông điệp giá trị về gia đình. Chính vì thế, kỳ tích doanh thu phòng vé của Bố già cũng là điều dễ hiểu.